Dạ vâng ạ, xin kính chào các quý vị đang theo dõi chương trình. Chào tiến sĩ Tuấn Anh và bác sĩ Hằng. Thì về bài báo cáo của bác sĩ Tuấn Anh rất là đầy đủ cũng như là rất là bao quát về điều trị miễn dịch trong ung thư phổi giai đoạn sớm, cả tân bổ trợ và bổ trợ. Thì trên thực hành lâm sàng, đúng như tiến sĩ Tuấn Anh chia sẻ là chúng ta chưa có nivolumab cho điều trị tân bổ trợ ung thư phổi. Thì trong thực hành lâm sàng điều trị tân bổ trợ ung thư phổi là trên nhóm những bệnh nhân thường là giai đoạn 3A mà bác sĩ phẫu thuật đánh giá là có thể mổ được. Hoặc là một số trường hợp là 3B nhưng rất là hãn hữu thôi, có thể mổ được, sau đó là sẽ gửi cho bác sĩ nội khoa điều trị. Và cái thực hành điều trị trên lâm sàng tại bệnh viện ca bây giờ với điều trị tân bổ trợ thì vẫn là hóa chất. Ngoài ra thì chúng ta có một số thử nghiệm lâm sàng như là NeoAdara thì cũng đang có chạy tại bệnh viện ca là sẽ điều trị tân bổ trợ bằng osimertinib. Thì đấy là điều về điều trị tân bổ trợ. Còn về điều trị bổ trợ của thuốc miễn dịch thì hiện tại chúng ta mà có ở bộ có atezolizumab, nhưng Bộ Y tế cũng chưa phê duyệt cho atezolizumab trong điều trị tân bổ trợ mà mới trong điều trị bước 1 cũng như là bước sau của ung thư phổi giai đoạn muộn. Chính vì vậy mà điều trị tân bổ trợ cũng như bổ trợ ung thư phổi giai đoạn sớm với miễn dịch là một hướng rất là mới, rất là rộng, rất là phong phú và đa dạng. Rất nhiều thuốc miễn dịch đã tham gia vào cái quá trình điều trị ung thư phổi giai đoạn sớm. Nhưng mà chúng ta với cái tiếp cận của chúng ta thì vẫn còn hạn chế. Hiện tại thì chúng ta cũng có thể điều trị tân bổ trợ cho bệnh nhân với atezolizumab hoặc là pembrolizumab theo KEYNOTE-010 hoặc là KEYNOTE-091. Tất nhiên là chúng ta cũng phải đợi Bộ Y tế phê duyệt cho hai cái thuốc này trong cái chỉ định điều trị giai đoạn sớm. Vâng, là một số ý kiến về trên thực hành điều trị của bệnh viện ca cũng như của chúng ta nói chung. Kính thưa quý thầy cô, quý đồng nghiệp, trong gần một tiếng vừa qua chúng ta đã được lắng nghe báo cáo khoa học đầu tiên về cập nhật điều trị miễn dịch trong ung thư phổi giai đoạn sớm, cùng những tham luận thực tế và sâu sắc của hai vị chuyên gia trong chương trình. Và sau đây để tiếp nối, chúng tôi xin một lần nữa kính mời bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Bích Phượng sẽ có bài chia sẻ với chủ đề Cải thiện thời gian sống còn toàn bộ ung thư phổi giai đoạn sớm, dữ liệu mới nhất từ nghiên cứu ADORA cập nhật tại ASCO 2023. Trong quá trình theo dõi, quý vị có thể vừa theo dõi, vừa để lại câu hỏi ở phần bình luận, hoặc quý vị có thể gọi trực tiếp đến số hotline của chương trình 0989 430 638. Xin trân trọng kính mời bác sĩ. Vâng, xin chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và để tiếp tục chương trình Tâm điểm ung thư chiều ngày hôm nay thì bác sĩ Phượng xin mang đến một báo cáo tại hội nghị ASCO năm 2023. Đấy là vai trò của osimertinib trong điều trị bổ trợ ung thư phổi giai đoạn từ 1B cho đến 3A sau phẫu thuật triệt căn trên nhóm bệnh nhân có đột biến gen EGFR. Nội dung bài báo cáo hôm nay thì gồm có 3 phần về bối cảnh điều trị cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn sớm có đột biến gen EGFR, kết quả của nghiên cứu ADORA tại ASCO 2023 và cũng xin có một số ý kiến tham luận về kết quả của nghiên cứu ADORA. Đầu tiên thì mọi người đều biết thì đột biến gen EGFR chiếm một tỷ lệ từ khoảng 15 cho đến 40% tùy vào chủng tộc trong nhóm bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa, và ở giai đoạn sớm thì cái tỷ lệ này cũng tương tự. Trong giai đoạn tiến xa thì osimertinib là một TKI thế hệ 3 đã chứng minh được cải thiện về sống thêm so với hai TKI thế hệ 1 là gefitinib và erlotinib. Vậy thì ở trong giai đoạn sớm, vai trò của osimertinib như thế nào? Về điều trị bổ trợ với ung thư phổi giai đoạn sớm với bằng hóa chất thì chúng ta đã rất là quen thuộc và đã từ thực hành trong thực hành lâm sàng rất là lâu rồi. Tuy nhiên, điều trị bổ trợ với hóa chất thì cái tỷ lệ tái phát cũng như cái thời gian sống thêm cũng khá là hạn chế. Trong phân tích đa trung tâm Lance thì với các phác đồ điều trị bổ trợ bằng với nền tảng cisplatin thì cái tỷ lệ cải thiện sống thêm 5 năm chỉ là 55,4% tại thời điểm 5 năm, khá là hạn chế so với cái nhóm mà không điều trị bổ trợ. Với nhóm đột biến, đối với cái nhóm bệnh nhân mà có đột biến TKI thì TKI thế hệ 1 đã chứng minh được cải thiện về sống thêm so với hóa chất trên nhóm bệnh nhân di căn xa, và các nghiên cứu về TKI thế hệ 1 trong điều trị bổ trợ đã nhen nhóm vào từ khoảng năm 2010. Thì với các nghiên cứu như là Adjuvang hoặc là Sitong với TKI hoặc là Impact với TKI là gefitinib thì cái chứng minh được cái thời gian cải thiện về DFS
Tuy nhiên cái thời gian sống thêm toàn bộ là OS thì con số này là không cải thiện được và chưa đạt được đến mục tiêu. Chính vì vậy thì các bằng chứng từ TKI thế hệ 1 chưa dẫn tới những chỉ định cũng như là trong phê duyệt thay đổi trong thực hành lâm sàng về điều trị bổ trợ bằng TKI thế hệ 1 với ung thư phổi giai đoạn sớm có đột biến gen EGFR. Nghiên cứu ADAURA là một nghiên cứu chứng minh vai trò của osimertinib, một TKI thế hệ 3 trong ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn sớm từ 1B cho đến 3A. Nghiên cứu tuyển các bệnh nhân bắt đầu từ năm 2015 với những bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn từ 1B cho đến 3A sau phẫu thuật có hoặc không có hóa chất bổ trợ. Tiêu chí lựa chọn của nghiên cứu là các bệnh nhân trên 18 tuổi, với bệnh nhân Nhật Bản, Đài Loan thì trên 20 tuổi. Điểm thể trạng toàn trạng của bệnh nhân là 0-1. Các bệnh nhân thì có đột biến thường gặp là đột biến exon 19, đột biến exon 21. Bệnh nhân được chụp và đánh giá các tổn thương di căn xa toàn thân trước khi điều trị. Bệnh nhân được phẫu thuật triệt để với diện cắt âm tính và thời gian sau khi từ khi phẫu thuật đến khi phân nhóm ngẫu nhiên là không quá 10 tuần với nhánh không hóa trị bổ trợ và không quá 26 tuần với nhánh hóa trị bổ trợ. Bệnh nhân được chia làm hai nhóm, là một nhóm được điều trị bằng osimertinib với liều 80mg hàng ngày trong thời điểm là 3 năm hoặc là đến khi bệnh tái phát hoặc một số triệu chứng dẫn không dung nạp thuốc dẫn đến ngừng điều trị, và nhánh thứ hai là nhánh giả dược và theo dõi. Tiêu chí chính của nghiên cứu là thời gian DFS và tiêu chí phụ của nghiên cứu là DFS trên dân số chung, DFS tại thời điểm 2, 3, 4 năm và thời gian sống thêm toàn bộ cũng như chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Và bắt đầu triển khai từ năm 2015 thì đến năm 2020 ADAURA đã có báo cáo đầu tiên chứng minh được cái tiêu chí chính của nghiên cứu đặt ra, đấy là cải thiện thời gian sống thêm toàn bộ. Với thời gian sống thêm toàn bộ tại thời điểm cắt off năm 2020 ở nhánh osimertinib là chưa đạt tới, còn ở nhánh placebo là 27,5 tháng, tỷ suất chênh HR là 0.2, chênh lệch rất là lớn với P nhỏ hơn 0.001. Đây là một con số mà chênh rất là ấn tượng. Chính vì cái cải thiện ấn tượng về thời gian sống thêm không toàn bộ thì ngay tại thời điểm năm 2022, FDA đã approve cho osimertinib trong điều trị bổ trợ giai đoạn 1B cho đến 3A với bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến gen EGFR thường gặp. Thì một số câu hỏi đặt ra là tại sao cũng có những TKI thế hệ 1 cải thiện được về DFS thì lại không được approve, trong khi đó osimertinib thì cải thiện về DFS thì lại được approve ngay năm 2022, thì chính là nhờ cái sự cái tỷ suất chênh rất là lớn cũng như là sự khác biệt lớn về thời gian sống thêm toàn bộ giữa nhánh dùng osimertinib và nhánh giả dược, dẫn đến là FDA đã approve ngay lập tức cho osimertinib trong điều trị bổ trợ từ năm 2020. Tiếp tục đến năm 2022 thì nhóm tác giả đã update kết quả cuối cùng về phân tích về DFS cũng như là cái kết quả update cuối cùng của DFS. Thì kết quả update cuối cùng của DFS ở nhánh mà dùng osimertinib thu được là thời gian DFS trung bình là 65,8 tháng. Rất khác biệt so với nhóm giả dược là 21,9 tháng và tỷ suất chênh R vẫn giữ được cái mức rất là chênh lệch, đấy là 0.2. Thì lúc này các nhà nghiên cứu cũng như là các bác sĩ chờ đợi một cái việc là cái từ cái cải thiện về DFS này thì có chuyển đổi thành cải thiện về OS hay không. Và đây thì là cái slide mà có thể là hot nhất trong những ngày vừa qua. Slide này thì trong báo cáo của tác giả Hope đã chứng minh được osimertinib cải thiện về thời gian sống thêm toàn bộ ở nhóm bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn sớm có đột biến gen EGFR. Slide đầu tiên là trên nhóm bệnh nhân giai đoạn 2 và giai đoạn 3A, tỷ suất chênh thu được là 0.49 với P bằng 0.004. Tại thời điểm 5 năm thì lợi ích khác biệt giữa hai nhóm dùng osimertinib và giả dược thì chênh nhau là 12%. Và ở ngay cả giai đoạn khi có trong cả tuần thể nghiên cứu là từ giai đoạn 1B, giai đoạn 2 và giai đoạn 3 thì cái tỷ suất chênh này vẫn đạt được cái mức cao là 0.49 và P nhỏ 0.001. Và cái mức chênh lệch lợi ích 5 năm là 10%. Vâng, và điều này đã chứng tỏ được là osimertinib cải thiện về thời gian sống thêm toàn bộ cho bệnh nhân ung thư phổi có đột biến gen EGFR ở giai đoạn sớm.
Và đặc biệt một điều đã biết đến từ trước khi có kết quả về sống thêm toàn bộ đấy là osimertinib đã cải thiện được cái trì hoãn được cái việc là di căn lên não, cải thiện được cái thời gian mà sống thêm không có triệu chứng thần kinh trung ương, không có tổn thương thần kinh trung ương so với nhánh giả dược với cái tỷ suất chênh là 0.24. Thì chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn về từng nhóm trong nhóm bệnh nhân trong nghiên cứu ADARA. Đầu tiên là phân tích theo giai đoạn. Thì chúng ta có thể nhìn trên đấy biểu đồ là 3 giai đoạn 1B, 2 và 3A. Và điều nhấn mạnh là cái giai đoạn này chúng ta đã hiệu chỉnh từ AGCC7 sang AGCC8, tức là đầu vào của nghiên cứu từ năm 2015, lúc đó chúng ta vẫn tuyển bệnh theo AGCC7 và bây giờ chúng ta báo cáo là theo AGCC8. Tất nhiên các nhóm và các nhóm tác giả đã hiệu chỉnh giai đoạn từ AGCC7 sang AGCC8 và cũng không có sự chênh lệch nhiều. Đầu tiên chúng ta nhìn vào giai đoạn 1B. Giai đoạn 1B ở đây thì tại thời điểm 5 năm ở nhánh mà có dùng osimertinib thì thời gian sống thêm thì có 94% bệnh nhân vẫn đang sống và ở nhánh mà dùng giả dược là 88%. Tiếp tục là đến giai đoạn 2 thì tại thời điểm mà 5 năm đã có 85% bệnh nhân sống còn ở nhánh dùng osimertinib, còn nhánh giả dược là 78%. Và có lẽ là chúng ta cũng đều nhận thấy là với giai đoạn 3A thì hai đường cong này là tách xa nhau nhất. Với tại thời điểm 5 năm thì thời gian sống thêm toàn bộ của có 85% bệnh nhân còn sống ở giai đoạn 3A ở nhóm mà dùng osimertinib, còn nhóm mà dùng giả dược thì tỷ suất này gần như là chỉ còn gần một nửa, 67%. Và trên cái đường cong trên biểu đồ hot plot thì chúng ta có thể thấy là với giai đoạn 1B và giai đoạn 2 thì cắt qua 1, tức là cái khoảng CI cắt qua 1 thì mặc dù tỷ suất chênh thì cũng khá là ấn tượng 0.44 cũng như 0.63, tuy nhiên thì cắt qua 1 thì cũng là một cái mà chúng ta có thể cân nhắc là cái lợi ích thực sự của osimertinib trên nhóm bệnh nhân giai đoạn sớm 1B và 2 là như thế nào. Tiếp tục là nhóm bệnh nhân có hay không có điều trị hóa chất bổ trợ. Thì đây chúng ta có thể, bác sĩ Phượng nói nhanh đoạn này là với những bệnh nhân mà có hay không có điều trị hóa chất bổ trợ thì osimertinib đều mang lại cái lợi ích sống thêm cho bệnh nhân. Theo thiết kế nghiên cứu của ADARA thì bệnh nhân có thể điều trị từ 0 đến 4 chu kỳ hóa chất bổ trợ. Thì với những bệnh nhân có hay không có điều trị hóa chất 1, 2 hay 3, 4 chu kỳ thì osimertinib đều cải thiện so với nhóm mà giả dược. Về loại đột biến thì trong nghiên cứu đột biến gen EGFR thường gặp thì chúng ta có hai đột biến là exon 19 và exon 21. Với osimertinib thì trong giai đoạn muộn trong nghiên cứu Flora thì chúng ta cũng đã biết là về cải thiện sống thêm đột biến exon 21 không ngoạn ngục bằng đột biến exon 19. Và tương tự trong giai đoạn sớm nghiên cứu ADARA thì với nhóm bệnh đột biến exon 21 thì cái biểu đồ này cũng cắt qua 1, cái khoảng CI là từ 0.4 cho đến 1.14. Với HDR là 0.68, với đột biến exon 21 thì có vẻ chưa được thuyết phục lắm với thời gian sống thêm toàn bộ của ADARA. Tất nhiên thì đây chỉ là nghiên cứu phân tích dưới nhóm. Về điều trị tiếp theo, đây là một cái câu hỏi mà nhà nghiên cứu cũng như là các bác sĩ cũng đặt ra rất nhiều trong ngày hôm qua, tức là về việc điều trị tiếp theo của hai nhánh dùng osimertinib và nhánh giả dược. Thì chúng ta đều biết là trong biểu đồ là chúng ta có thể thấy tại thời điểm phân tích cut off về OS thì có 76 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 22% trong nhóm được dùng osimertinib thì phải điều trị các bước tiếp theo, tức là bệnh nhân đã có tiến triển và chúng ta phải dùng thuốc tiếp thuốc. Và tỷ lệ này ở nhóm dùng placebo là hơn một nửa, 54%. Với nhánh dùng osimertinib thì sau khi bệnh nhân có tiến triển thì 76% bệnh nhân là được dùng lại với TKI, và trong khi đó thì có 41% bệnh nhân là được dùng lại với TKI thế hệ 3, tức là osimertinib. Ở nhánh giả dược thì tại thời điểm phân tích OS có hơn một nửa bệnh nhân đã tiến triển và dùng các phương pháp điều trị tiếp theo, và trong hơn một nửa bệnh nhân này thì 88%, phần lớn bệnh nhân là được dùng với các TKI. Và trong số các TKI đó thì một nửa bệnh nhân là được dùng với TKI thế hệ 3, chiếm tỷ lệ là 43%. Thì mọi người có đặt một câu hỏi là với những bệnh nhân mà dùng ở cái nhóm dùng giả dược sau khi tiến triển mà lại không được dùng với osimertinib thì điều đấy có phải là bất công, là không đồng nhất giữa hai nhóm nghiên cứu hay không? Thì giải thích điều này thì do thiết kế của nghiên cứu ADARA là một nghiên cứu đa trung tâm thì sau khi bệnh nhân tiến triển
thì sẽ điều trị theo guideline của mỗi nước, và khi điều trị theo guideline của mỗi nước thì không phải nước nào bảo hiểm y tế cũng chi trả cho osimertinib trong điều trị bước 1 ung thư phổi di căn. Chính vì vậy mà lúc này sẽ lựa chọn điều trị là sẽ phụ thuộc vào thực hành lâm sàng của mỗi nước. Chính vì vậy ví dụ như ở Đài Loan thì osimertinib bước 1 tại thời điểm năm 2016-17 thì vẫn chưa được chi trả cho bước 1, và lúc đấy thì bệnh nhân vẫn dùng các TKI thế hệ 1, thế hệ 2 khác. Và các nhà nghiên cứu cũng đã khẳng định là việc mà điều trị subsequent bước tiếp theo này thì không ảnh hưởng gì đến thời gian sống thêm toàn bộ của bệnh nhân, tại vì cũng tương tự như nhánh osimertinib cũng vậy, các bệnh nhân khi đã tiến triển thì điều trị cũng theo guideline của mỗi nước, cũng có những bệnh nhân không được dùng osimertinib. Về độc tính thì osimertinib thì được biết đến là một TKI mà dung nạp khá là tốt, chính vì vậy cũng không có quá nhiều các độc tính nghiêm trọng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có một số câu hỏi, một số bàn luận một chút về cái nghiên cứu ADAURA này. Có câu hỏi là có thực sự osimertinib cải thiện sống còn trên bệnh nhân ung thư phổi có đột biến gen EGFA hay không, hay nó chỉ là sự trì hoãn tiến triển? Thì chúng ta sẽ có thấy là cái đường cong ban đầu tách rất là sớm, cái chênh lệch về DFS với HR rất là cao, 0.2. Sau đó thì cái thời gian sống thêm toàn bộ thì là khoảng chênh lệch là khoảng 10%, tuyệt đối 10% giữa hai nhánh dùng osimertinib và giả dược. Quay lại một số điều trị bổ trợ bằng các thuốc TKI thì đầu tiên chúng ta có thể thấy là rất là quen thuộc, đấy là việc dùng imatinib trong điều trị bổ trợ với u mô đệm đường tiêu hóa. Thì cũng tương tự như với cái bối cảnh của ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến gen EGFA thì đầu tiên thì đường cong tách cũng rất là sớm. Vâng, đấy thì chính cái nhóm bệnh nhân mà đường cong tách sớm này đấy chính là trì hoãn tiến triển. Nhưng tiếp tục sau đó thì đường canh cong càng ngày càng tách rộng ra thì đây chính là cái nhóm mà có hưởng lợi ích của việc điều trị bổ trợ kéo dài. Trong nghiên cứu này thì là điều trị, người ta so sánh điều trị bổ trợ imatinib 12 tháng cũng như là 36 tháng, và người ta thấy là càng theo dõi về sau thì cái nhóm điều trị 36 tháng càng được hưởng lợi ích, chứ không chỉ đơn thuần là trong cái khoảng thời gian điều trị bổ trợ, không chỉ đơn thuần là trì hoãn sự tiến triển. Và việc điều trị TKI kéo dài thực sự mang lại lợi ích sống thêm ở trên nhóm bệnh nhân u mô đệm đường tiêu hóa. Tiếp tục đến một loại ung thư khác mà chúng ta cũng đã có điều trị bổ trợ TKI, đấy là ung thư hắc tố với nhóm mà có bệnh nhân có đột biến BRAF V600E, điều trị bổ trợ bằng dabrafenib và trametinib. Thì tương tự trong giống như là với u mô đệm đường tiêu hóa, đường cong tách cũng rất là sớm, và sau đó càng về sau thì giữa so sánh với giả dược cũng như điều trị bằng bổ trợ bằng TKI thì đường cong cũng tiếp tục tách ra, và cái con số này cũng sẽ tiếp tục được update thêm. Và điều trị bổ trợ bằng hai TKI này cũng đã được chứng minh là có cải thiện về thời gian sống thêm trên nhóm bệnh nhân ung thư hắc tố. Quay trở lại với ADAURA, chúng ta cũng thấy là đường cong tách rất là sớm, và chính lúc này là những cái nhóm này là cái nhóm mà delay trì hoãn việc tiến triển, nhưng sau đó thì về cải thiện sống thêm thì đường cong tiếp tục tách, và các nhà nghiên cứu cũng dự đoán là đường cong cũng sẽ tiếp tục tách ra, và cái lợi ích của osimertinib sẽ tiếp tục kéo dài trên nhóm bệnh nhân mà có đột biến gen EGFA được điều trị sớm bằng osimertinib. Có một số câu hỏi phía sau nghiên cứu ADAURA, đó là thực sự cái thời gian điều trị tối ưu của osimertinib là bao nhiêu? Hiện tại bây giờ tiêu chuẩn là 3 năm, và điều đấy chúng ta sẽ không phải bàn cãi nữa, 3 năm cải thiện thời gian sống thêm. Nhưng liệu 1 năm, 2 năm hay có thể kéo dài hơn thì có lợi ích hơn hay không? Và hóa chất thì thực sự là có cần thiết đối với mọi bệnh nhân, vì chúng ta thấy là phân tích dưới nhóm những bệnh nhân có điều trị hóa chất cũng như không điều trị hóa chất là như nhau. Và điều trị tân bổ trợ bằng osimertinib thì sao? Và những nhóm bệnh nhân nào thực sự hưởng lợi ích của điều trị bổ trợ bằng osimertinib? Bệnh nhân giai đoạn 1A thì sao? Bệnh nhân có tiến triển tại chỗ, nhóm N2 thì sao? Và một câu hỏi nữa là về các loại đột biến, thì đột biến exon 21 thì như thế nào, cũng như là vai trò của ctDNA. Và chúng ta có thể phân tích từ cái đường cong sống thêm của ADAURA thành 3 nhóm. Cái nhóm thứ nhất là nhóm khoảng cách chênh lệch giữa osimertinib và giả dược, là chính là cái nhóm màu vàng ấy. Đấy thực sự là nhóm mà hưởng lợi ích của osimertinib bổ trợ, chênh lệch 12% sau thời điểm là 5 năm. Và cái nhóm này sẽ càng ngày sẽ càng rộng và đường cong sẽ tách ra. Cái nhóm thứ hai là nhóm màu đỏ, là nhóm thực sự mà tiên lượng rất là xấu. Và nhóm này
là nhóm mà ngay cả khi chúng ta đã điều trị sớm và tích cực bằng osimertinib nhưng cũng không mang lại cái lợi ích sống thêm cho bệnh nhân, thì nhóm này có cần những cái biện pháp điều trị gì tích cực hơn hay không, như là kết hợp nhiều thuốc đích với nhau hoặc là kết hợp đích với các biện pháp khác. Và nhóm thứ ba là nhóm tiên lượng tốt, nhóm này là nhóm vùng màu xanh, thì chúng ta có cần những cái biện pháp gì đấy để giảm các phương pháp điều trị, ví dụ thay vì osimertinib 1 năm thì 3 năm chúng ta có thể giảm xuống thành 1 năm hoặc 2 năm. Thì câu hỏi của chúng ta là chúng ta sẽ phải xác định xem nhóm nào thực sự là nhóm hưởng lợi ích từ osimertinib và nhóm nào là nhóm mà chúng ta có thể phải tăng cường điều trị, cũng như là nhóm nào chúng ta có thể giảm các liệu pháp điều trị. Tiếp tục đến ngoài đột biến gen EGFA là đột biến thường gặp thì chúng ta cũng còn gặp rất là nhiều các đột biến khác trong ung thư phổi không tế bào nhỏ, và điển hình là đột biến ALK, đột biến ROS1 cũng như là một số các đột biến điểm khác. Thì với đột biến ALK thì trong giai đoạn sớm chúng ta có các nghiên cứu nào hay không, thì chúng ta cũng đang có một nghiên cứu về điều trị bổ trợ của alectinib so với platinum, và chúng ta cũng sẽ đợi chờ kết quả của nghiên cứu báo cáo về lợi ích điều trị bổ trợ của alectinib trong ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến ALK. Và kết luận này của bài báo cáo cũng như kết luận của nghiên cứu ADARA, đấy là nghiên cứu ADARA đã mang lại một cơ hội, mở ra một cơ hội mới cho bệnh nhân của ung thư phổi có đột biến gen EGFA trong giai đoạn sớm. Lợi ích của ADARA trên DFS thì là một lợi ích rõ ràng, không cần phải bàn cãi nhiều. Còn về trên OS thì với cả mọi giai đoạn từ 1B cho đến 3A thì ADARA, nghiên cứu ADARA cũng như osimertinib đều chứng minh được có cải thiện về thời gian sống thêm với tỷ lệ P cũng như HR rất là ấn tượng. Và cái thực hành điều trị ADARA osimertinib 3 năm trong điều trị bổ trợ ung thư phổi không tế bào nhỏ thì sẽ là sau điều trị phẫu thuật và hóa chất thì là tiêu chuẩn thực hành mới của chúng ta. Vâng, bác sĩ Phượng xin kết thúc bài báo cáo ngày hôm nay ạ.